Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố phát triển sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổ đại biểu số 4 Hội đồng dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, đại biểu Hội đồng dân thành phố khóa 20. Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận vị xuyên Hà Tuyên tỉnh Sơn La trao tiền sửa chữa nhà ở cho gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Phần cuối chương trình có phóng sự chuyển đổi số để phát triển Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 8 tháng 12, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 đại biểu Hội đồng dân thành phố khóa 20 với cử tri xã Trường Cọ. Tại hội nghị, cử tri đã được Ủy ban nhân dân xã Trường Cọ báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả các kỳ họp chuyên đề sau kỳ họp thứ tư, thông báo chương trình nội dung thời gian kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, Ủy ban xã đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố khảo sát mở rộng một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã, đề nghị đơn vị thi công hoàn trả lại hiện trạng tuyến đường trục xã bị hư hỏng, xử lý ngập úng tại các khu vực bản hôm do ảnh hưởng khi thực hiện dự án tuyến đường tránh thành phố, kiểm tra bồi thường hỗ trợ một số nhà dân, nhà văn hóa bản hôm bị nứt, sụt lún do ảnh hưởng thi công tuyến đường tránh, cử tri đề nghị xem xét xử lý tuyến đường dân sinh, khu vực nút giao chợ đầu mối do ảnh hưởng thi công tuyến đường tránh, không có đường đi lại quan tâm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân xử lý ô nhiễm môi trường khu vực bản bôm huất hiện tại là có khó khăn và các chí là sau khi được kiểm kê cái đất và tài sản trên đất thu hồi bổ sung đợt hai đối với gia đình ấy, thì hiện nay là đến gần 8 tháng rồi à, hơn 8 tháng rồi nhưng mà chưa được bồi thường chưa được hỗ trợ cũng nhân cái hội nghị này tôi tiếp tục đề nghị công chí là tiếp tục quan tâm các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các phòng ban chức năng Ủy ban nhân dân thành phố, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân xã xem xét trả lời. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp gửi cấp trên trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vaccine COVID-19. Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine theo phân bổ, không có tình trạng tồn vaccine. Độ tuổi học sinh đã tiêm gần 311.000 liều cho các nhóm tuổi trong đó, đủ 18 tuổi mũi một đạt 99,6%, mũi 2 mỗi đạt 97,1%, mũi 3 đạt 88,2%, mũi 4 đạt 79,6%, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 98,7%, Mũi 2 đạt 95,5%, mũi 3 đạt 62,2%. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mũi 1 đạt 96,6%, mũi 2 đạt 78,5%, đảm bảo an toàn khoa học. Trong năm 2022, tổng số lượt khám bệnh chung là 60.050, tăng trên 6.500 lượt so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 58.639 người chuyển tuyến trên là 51.145 người, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh, tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai đồng bộ, từng bước được nâng cao chất lượng dân số, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận vị xuyên Hà Tuyên tỉnh Sơn La đã trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình hội viên cựu chiến binh tại tổ 3 phường Trường An thành phố Sơn La gia đình bà Lường Thị Hạc, tổ 3 phường Trường An là vợ của hội viên cựu chiến binh tham gia bản trận Vị xuyên Hà Tuyên có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, nhà ở xuống cấp, không đảm bảo cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị xuyên Hà Tuyên tỉnh Sơn La đã khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ gia đình bà 15 triệu đồng sửa chữa nhà ở. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đùm bọc sẻ chia, tri chi ân tới những đóng góp, cống hiến đồng đội của ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận vị xuyên hà tuyên tỉnh sơn la cùng chung tay giúp gia đình có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương chuyển đổi số, xu hướng tất yếu của xã hội trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin 4.0 như hiện nay. Nó mở ra nhiều cơ hội, song cũng mang đến nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Chính bởi vậy, thành phố Sơn La cũng đặt ra những mục tiêu quan trọng từng bước chuyển đổi số đồng bộ trong mọi mặt đời sống xã hội. Trong đó, chú trọng đến các lĩnh vực có liên quan đến người dân, như quyết tâm đến năm 2025, tỷ lệ trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử, 100% xã phường tổ bản đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng, qua đó đem lại những hiệu quả thiết thực từ nâng cao nhận thức, tư duy và hành động trong thực hiện chuyển đổi số của cả cộng đồng. Thưa quý vị, chỉ vài thao tác đơn giản trên ứng dụng Viettel Money, giờ đây người dân đã có thể mua sắm và thanh toán trên ứng dụng này một cách thuận lợi. Được biết cô đã có thời gian kinh doanh tại chợ trung tâm thành phố được 30 năm. Vậy thì khi mà triển khai ứng dụng Viettel Money rồi là VNPT Money thì mình đã được các cán bộ của tổ chuyển đổi số hướng dẫn ứng dụng này như thế nào? Khi được các cán bộ xuống hướng dẫn sử dụng chuyển đổi số thì những cái app Viettel Mobile này rất là thuận tiện, thuận tiện cho cả người bán và người mua những cái lúc mà khách hàng đến là không sử dụng bằng tiền mặt ấy, thì chỉ cần vào đây quét mã QR là đã có tiền vào tài khoản rồi, cho nên rất là thuận tiện. Bà Hà cùng nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ trung tâm thành phố Sơn La đều có chung quan điểm về những tiện lợi của việc triển khai chợ 4.0. Trong mô hình chợ 4.0, tiểu thương và khách hàng có thể mua bán hàng hóa dễ dàng bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNPT Money và Viettel Money mà không cần dùng đến tiền mặt tiếp cận nhanh chóng các nền tảng ứng dụng công nghệ số giờ đây chị Xuân ở bản Hải phường Trường An mỗi khi đi chợ hay đi mua sắm chị thường rất ít khi mang theo tiền mặt việc thanh toán mua sắm đều được thực hiện thông qua những ứng dụng có sẵn của các ngân hàng hoặc thông qua ví điện tử như Momo của Viettel, VNPT Money điều này giúp cho chị tiết kiệm được nhiều thời gian an toàn tiện lợi hơn mỗi khi mua sắm khi mà được tiếp cận 4.0 thì chúng tôi uh, mua hàng rất là uh, tiện lợi khi mà uh, đi chợ không cần phải uh, uh, dùng tiền mặt mà chúng tôi đã có thể uh, mua hàng và cầm chiếc điện thoại đã quẹt được uh, đã 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 trả tiền bằng uh, điện thoại quẹt quẹt bằng thẻ uh, thì uh, chúng tôi thấy là rất là tiện ích và tiện lợi cho uh, những uh, người dân và cũng như là người trẻ như chúng tôi. Với mô hình chợ 4.0, toàn bộ tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. VNPT Money vô cùng nhanh chóng thuận tiện. Lần đầu tiên người dân có thể thoải mái đi chợ mà không còn những trở ngại như mang theo tiền lẻ, tính toán tiền thừa. Chợ 4.0 là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại. Trong thời gian qua thì thực hiện chương trình chuyển đổi số thì uh, ban quản lý chợ thì cũng đã phối hợp với các nhà mạng cũng như là các ngân hàng là um, tuyện, cài đặt giúp nhân dân ấy cài đặt là các app và các uh, ứng dụng truyền ừ, khoản không dùng tiền mặt để để tạo điều kiện thuận lợi là cho cái việc là người mua đến thanh toán có thể thấy chuyển đổi số đã chứng minh là xu thế tất yếu đối với mọi ngành nghề nếu muốn phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0 hòa trong dòng chảy đó ngành ngân hàng cũng đang có sự bứt phá phát triển các hệ thống ngân hàng đang tập trung triển khai chuyển đổi số phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới dựa trên các ứng dụng công nghệ hiện đại đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng ngân hàng an bình chi nhánh sơn la là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc chuyển đổi số chuyển đổi số bằng nhiều phương thức chính là chìa khóa giúp cho ngân hàng an bình luôn bắt kịp xu thế chung trong đó hướng đến hoạt động thanh toán kinh doanh thương mại qua các tổ chức trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật qr thẻ chip triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại dịch vụ sms e mobile banking internet banking ngân hàng điện tử e banking, tăng cường chuyển hóa, tăng tính liên thông trong ngành ngân hàng và giữa ngân hàng với các ngành lĩnh vực khác. Trong thời đại công nghệ 4.0, việc thực hiện các giao dịch online, thanh toán qua ứng dụng ABTizen của ngân hàng uh, ABBank Sala là rất là phù hợp và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Đồng thời là um, hình thành cái thói quen không sử dụng tiền mặt trong các hoạt động chi tiêu của khách hàng. Từ khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát, thói quen của người tiêu dùng cũng dần dịch chuyển từ mua hàng truyền thống sang mua hàng gián tiếp và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử Momo, internet banking, ATM, ứng dụng e-mobile banking trở nên hữu dụng. Do đó, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử ghi nhận mức tăng trưởng cao so với các năm trước và dần trở thành thói quen đối với người dân. Ngay cả ở quán ăn sáng hay quán cà phê đều dễ dàng sử dụng phương thức này trong năm 2022 số lượng khách hàng mở mới ABDTGen tăng số lượng tài khoản thanh toán tăng 15% đến nay đã có gần 9.000 khách hàng sử dụng ứng dụng ABDTGen, lượng sổ tiết kiệm online tăng 10% lượng giao dịch qua ABDTGen tăng 20% thậm chí giờ đây khách hàng không cần mang theo thẻ ATM chỉ cần điện thoại thông minh vẫn có thể rút tiền bằng cách quét mã QR giúp khách hàng có nhiều lựa chọn khi thanh toán thay vì giao dịch bằng tiền mặt như trước đây Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ thật dễ dàng thiết thực, đó chính là phương châm hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng thành phố. Mỗi tổ có từ 5 đến 10 thành viên, đây là lực lượng nòng cốt là cầu nối của ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố trong việc tuyên truyền hướng dẫn các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến hộ gia đình người dân. Đồng thời, thành phố cũng phối hợp với Viettel Sơn La mở lớp tập huấn cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng của các xã phường để các thành viên nắm chắc các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho người dân. Chuyển đổi số này tôi thấy là cái tiện ích là ví dụ như khi mà đã vào định danh điện tử thì chỉ cần một cái điện thoại là đi đến không không phải đến đến cơ quan nhà nước như lần trước nữa vẫn làm được công việc này và đi bệnh viện thì cũng không cần phải mang thẻ bảo hiểm đi nữa mà chỉ cần đưa điện thoại ra nó có đầy đủ thông tin trong đó rồi thế cho nên là chúng tôi thấy là cái 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 ứng dụng này rất chi là tiện lợi một trong những thành công của công cuộc chuyển đổi số thành phố đó chính là sự ra đời của Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh vào cuối tháng 12 năm 2021. Sau gần một năm vận hành, mô hình này đã được hoàn thiện nâng cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chính quyền điện tử và đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố Sơn La đã tích hợp lên hệ thống phần mềm Sơn La Smart, các ứng dụng phục vụ hoạt động từ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, dịch vụ công, phản ánh hiện trường, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Chuyển đổi số là quá trình lâu dài, cần phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong thực hiện từ các cấp đơn vị. Do đó, thành phố đã thành lập đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về chuyển đổi số tại thành phố Huế, nơi đang thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong nước. Tại đây, đoàn công tác đã trao đổi thông tin những kết quả đạt được của thành phố trong thực hiện chuyển đổi số, đồng thời bày tỏ mong muốn được học tập những kinh nghiệm đi trước của thành phố Huế, từ đó ứng dụng một cách hiệu quả tại thành phố Sơn La. Trong thời gian tới thì phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ như tuyên truyền về cái đề án nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số của tỉnh Sơn La giai đoạn 21 giai đoạn 25 và định hướng đến năm 2030 và cũng đồng thời là phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn thành phố tổ chức cái hội nghị hội thảo và tọa đàm hướng dẫn các tổ chuyển đổi số để nhằm cái mục đích nâng cao cái nhận thức chuyển đổi số cho người dân. Với sự tích cực của tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng các dịch vụ số tiện ích số, bước đầu đã đem lại một số hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và chính quyền, trực tiếp giải quyết một số vấn đề phát sinh bất cập trong đời sống xã hội, tạo sự đổi mới cách thức quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức viên chức và người dân, từng bước định hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xã hội số, kinh tế số trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Tỷ sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.